tan vỡ. Mà anh Vũ ca, anh Vũ hạt quá. Ừ, anh Vũ nói chung là ổng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà ở ngoài trên mạng không biết sao chứ ở ngoài ổng nói chuyện ngay lắm. Ở ngoài ổng gọi là ổng ngay luôn nha, ổng ngay mà ổng lầy lắm kìa. Im lặng là sự khinh bỉ đó. Ông là mình gia thì gia hậu bối mà. Lịch sự chào một cái không chết gì hết đó mà. Chào một cái không có chết gì hết đó. À đó có người khác chơi nữa chưa chắc là anh Vũ không? Anh Vũ á. Còn Kha Long em là khác. Kèo kèo sao Quang Hy, kèo sao? Kha Long em là ganh da em. Ừ, Kha Long em là ganh da. Mà kèo sao? Gặp anh Be là anh Be sửa lên là sao không chào tao mày. Quá. Dạ. Thấy luôn bên ơi. Thấy nha, thấy nha nha. Oh yeah! Em 400 ngàn. Oh yeah baby. Wow. Đó chị phải xem lên đây mình. Ờ, hay nó nhá rồi mình phải nhảy vô. Dùng chi. Đỡ 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 đi. Ờ. Ba. Win cái đời, win cái đời, win cái đời, rồi tập trung lên cái đời. Cái đời, cái đời, cái đời, cái đời, cái đời. Mày này tính tiền nha, thằng cò hó. Tính tiền nha, thằng cò hó. Tính tiền nha, thằng cò hó. Ngoài rồi. Má nhà mày luôn. Cái lồn má nhà mày luôn thôi. À, giữ cái đầu nặng kia, giữ cái đầu nặng kia. À, lồn thì là. Hai giây, hai giây, hai giây, cái lùi lùi nhẹ một cái, lùi nhẹ cái. Mùa giải có heo, mùa giải có heo. Đánh tới luôn nha, đánh tới được, đánh tới được. Quân từ từ thôi, quân từ từ. Cái ta nữa kìa. 5 giây. Dạy vậy. Cái lồn lõi giấy này. Mẹ. Đánh xe quanh ở dưới mình nè, đừng đâu rồi. Rồi. Cái này đồ má nó. Má, mình thử nó còn lát chứ ơi, còn rờ chứ. Được mày mình né cái combo. Ui, thằng lộn có giày đúng không? Nó có giày. Tin mình rờ mình ngắm con heo. Sorry, sorry man. Má quá đó, được mày cho combo chơi luôn. Ừ, nó còn heo. Má, nó chắc kèo quá chi vậy Ly ơi. Được mày đánh chắc kèo quá chi vậy Ly. Nó mất lát à? Tức lắm. Tức lắm đi rồi, dí đi rồi. Địt con mẹ mày tao. Địt con mẹ mày, hơn nửa cây nha mày. Tức lắm, tức lắm. Nó lên cái đồng tiền nó mỏng lắm. Rộng lên đồng tiền mỏng lắm. Rồi, mình lái lên đụng xong rồi mới né ra nha. Rồi. Rồi, mày né ra, mày né ra. À, hiểu rồi. Cắt gì vậy? 3 giây có rồi, 3 giây có rồi. Rồi, dí thôi. Ôi cái đời. Cái gì? Cái gì? Lòng này thì mày phải về sao bên kết cứu thì mẹ thì liêu rồi. Đó mẹ. Ôi. Nó có đồng hồ. Đỡ cái má nó có đồng hồ. Má nó. Con mẹ hay quá cái đời. À, mày mà một post thì mà một post cho cặp đôi thì mày xem kết tương lai nha. Có qua không kết qua mày. Chơi luôn kết.
Đi đâu lùm ra bên này đây. Đi có hoàng, nhờn với cụ, anh Vũ tao lên kêu quá anh Vũ ơi. Vũ tao lên, bà nó áp lực tem nó luôn. 5-10 giây nữa mình là đem ra chỗ đây mình. Câu chiêu đi, câu chiêu đi. Đó, cho bạn lên mình nè, cho bạn lên tụi mình nè. Đó, vô. 5 giây nữa thôi nè. Vô cậu. Cái má có lồn hét nữa chứ. Con lồn hét này, con má nữa. Mình ra đây ăn, ừ ăn đi. Mình ra ăn mà đủ má, cha tiền á. Cần thêm một trận sống bắt nữa, Vũ. À, anh Vũ không biết nữa mà nè. Không đủ xạo lắm, giả bộ. Nhìn không xạo á. Anh kêu sao mắt với WeGo mà không chịu hả? Được. Quá wow, đen của anh không cần liêm sĩ. Nó tụi em phải bỏ con mèo lộn. Anh Vũ nó lâm sâu quá rồi em phải bỏ anh Vũ rồi. Kẻ nè. Phải con quên vậy nè ban cho mới được. Phải đúng con quên mới được. Ôi mẹ này nó đéo hắc não nữa à. Chết mẹ. Cái lần mà nó thương hiệu nha người ta. Thì mẹ thật thâu thi lại, thật thâu thi nữa rồi. Thì mẹ lại là thâu thi, thì mẹ đến từ vị trí của mình nữa rồi. Chơi dưới này, chơi dưới này, chơi dưới này. Một game nữa nha, chơi một game nữa. Em sập đánh vô ta, em sập chắc vô đánh rồi quá. Nhưng mà đang có hứng hai anh em mà đang có hứng chơi quá. Anh Vũ thì anh Vũ khèo thì anh Vũ khịa đi căng á. Ui, tâm sướng. Được cái này. WeGo li chứ mẹ nữa. WeGo này mẹ WeGo li cái gì.